Vâng, xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi nha. Cái video hôm trước thì tôi có giới thiệu cho các anh em những cái bộ để cho anh em chơi cái bộ môn bầu cua hay là cái bộ môn tài xỉu ha. Còn hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái lựa chọn để cho anh em chơi cái bộ môn bài lá. Cái sản phẩm này thì nó chơi rất là ok, hiệu quả và đặc biệt là cái giá thành của nó rất là mềm luôn. Đây trước mắt anh em đây những cái bộ kính áp tròng. Những cái bộ kính áp tròng này sẽ hỗ trợ đắc lực cho những anh em nào chơi cái bộ môn bài. Anh em chơi cái sản phẩm này rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần luôn cho tôi cái bộ bài của mình vào này ha, là mình chơi bài giống y chang như chơi bài ngửa, giống như thằng bài nhập nha anh em. Anh em nhìn cái lưng bài là mình sẽ biết được đó lá gì, cơ rô trùng bích gì đó biết hết, chơi như thế này này đó. Bài này thì hoàn toàn là như bài bình thường thôi, không có khác gì hết nha, bài giống y chang bài bình chợ không có khác gì hết, nên nó là chơi sẽ rất là dễ dàng, rất là dễ dàng luôn, lát vào xong vào sới nha. Chỗ anh em chơi bài nào thì tôi sẽ cung cấp là bài đó cho anh em, bài xanh, bài đỏ, caro hay tiền đô gì đó là có đầy đủ hết, nên nó là vấn đề bài ở đây là anh em không phải lo. Quan trọng ở đây là anh em phải thả được bộ bài của mình vào sân chơi là chơi ok hết. Anh em cứ tưởng tượng mình chơi bài mà giống như chơi bài ngửa, anh em chơi liêng nè, chơi câu cá, chơi phạm viết gì đó mà như chơi bài anh em lật như thế này thì làm sao mà anh em thua được, đúng không? Đó, anh em nhìn cái lưng bài mà chơi như thế này thì làm sao mà anh em thua được. Bài này là lá bài rất là cứng này, giống như trang bài chợ luôn, không có khác gì hết ha. Tại đây là bài Việt Nam tôi gửi qua bên nhà máy in chứ không có khác gì hết nha anh em. Đó, trên thị trường bây giờ thì có nhiều mẫu kính lắm chứ không phải là những loại này không đâu. Cơ sở tôi phân phối đâu đó tầm cỡ hình như 6-7 loại gì thôi. Những loại này thì đeo vào nó không có bị tình trạng đỏ mắt, chảy nước mắt và cay mắt nha, nên nó là anh em hoàn toàn yên tâm về chuyện chất lượng ở đây. Những sản phẩm đã được tôi đã test qua rồi và mới cung cấp cho anh em, nên nó là mình không phải lo gì vấn đề gì hết nha. Đây ví dụ là kính này là kính của Mỹ này, trên thị trường bây giờ thì có cả 20-30 loại chứ không phải bao nhiêu đây không, thì cơ sở tôi chỉ nhập về đây vài loại đây thôi à. Những loại này thì đã được anh em rất là tin dùng, đeo vào nó không có bị tình trạng đỏ mắt, chảy nước mắt và cay mắt, nên nó là mình không phải lăn tăn về vấn đề đó nha, không phải lăn tăn về vấn đề đó đâu. Anh em chơi rất yên tâm với cái loại này, mặc dù giá thành nó có thể nó cao hơn một xíu nhưng mà dù sao vẫn là đôi mắt của mình, nên nó là mình sẽ yên tâm hơn nha, chứ tránh tình trạng là anh em mua những cái hàng dởm hàng giả đeo vào thì nó đỏ mắt chảy nước mắt và rất là khó chịu ha, anh em chơi không lâu dài được, nó dù sao vẫn là đôi mắt của mình nha, nên là anh em phải lưu ý. Đây giờ còn kính này trước mắt anh em này, như rồi này thì tôi đã test qua rồi nên nó là mình không phải lo đâu. Rồi này là được nhập trực tiếp từ nhà máy về này, cái này thì chắc không còn xa lạ gì đối với những anh em này là từng chơi kính rồi đúng không. Rồi này là kính của Mỹ này, kính của Mỹ hộp gỗ này thì chúng ta là nồi đồng cối đá rồi ha. Cái tròng mắt thì nó sẽ được để vào trong cái lọ thủy tinh này ha. Cái này thì thấy màu tím này đừng có lo nha, màu tím này được, cái tròng mắt này là màu tím này anh em đừng có sợ, tại vì là cái màu tím này thì khi nào anh em đeo vào trong mắt cái người Á Đông mình mà thường là cái mắt màu nâu màu đen không à, anh em đeo cái này vào thì nó sẽ quyện dưới màu cái màu mắt của anh em rồi, nên nó là người khác có nhìn vào chẳng thấy đâu, nên nó là mình không phải lo đâu. Hơn nữa cái chất lượng của trong kính này rất là mỏng đó, đeo vào rất là dễ chịu và thoải mái luôn, nên nó là mình không phải lo gì hết, không có lộ gì hết nha anh em. Anh em đeo cái loại kính này vào thì trời nó hơi tối tối hơn một xíu thôi, tí nữa tôi sẽ test thử cho anh em ha. Đó, đây vào trời tối hơn một xíu nhưng mà người khác có nhìn vào mình chẳng biết mình mang đâu, nên nó là mình không phải lo gì hết đó. Đó là quan trọng là khi mà anh em sở hữu cái kính áp tròng thì quan trọng nhất là vẫn cặp len này nè đấy, tại vì là anh em đeo bị đỏ mắt hay không, cộm mắt hay không, chạy nước mắt hay không là ở chất lượng con len này nè, còn những cái hộp hay là những cái phụ kiện kia thì không phải là quan trọng nha anh em, quan trọng nhất là vẫn cái này, nó giống như là động cơ ô tô xe máy vậy đó, linh hồn của sản phẩm đấy anh em. Còn cơ sở tôi tặng kèm đầy đủ cho anh em à, nước ngâm, nước nhỏ và cái dụng cụ đeo lên đầy đủ hết nha, nên nó là mình không phải lo gì hết. Đó là kính của Mỹ này, và phiên bản cải tiến hơn là phiên cũng vẫn là kính của Mỹ luôn, nhưng mà ở đây nó cũng theo xu hướng đó anh em, theo xu hướng thì nó cũng giống như là cái điện thoại anh em mua ở ngoài tiệm di động đó, thì anh em sẽ thấy mà bây giờ thiết kế hộp nó nhỏ gọn và nó tiết kiệm không gian và tiền bạc lắm. Còn cái này thì nó cũng theo xu hướng đó, thiết kế rất là nhỏ gọn này anh em thấy không, rất là đẹp mắt như thế này, ai mà biết cái hộp kính áp tròng là hỗ trợ đánh bài đâu đúng không. Và hơn nữa nhà sản xuất cũng tặng kèm cho là trang bị cho anh em thêm cái gương này để cho anh em đeo lên cho nó dễ dàng đó. À cái này thì này, cái này thì cặp tắt lên để chung vào cái này để cho nó tiết kiệm không gian, và cái này là dụng cụ đi chơi xa, cái này là cái đeo cái gấp đầy đủ hết nha. Kính này là kính của Mỹ ha, mẫu 2021, đây là có phiên bản màu xanh và màu đỏ đấy, màu xanh màu đỏ bình thường thôi đấy, những loại này thì không phải lăn tăn về về vấn đề đó hết á. À, có một điều lưu ý thế này nè, anh em mua cái kính áp tròng thì quan trọng nhất là bằng cái này là cái cặp mắt của anh em là anh em coi thử cái mắt bự hay mắt nhỏ ha. Mắt bự thì anh em phải sở hữu những cái loại nó cái tròng nó bự để nó ôm cho nó ok, chứ mắt nhỏ thì anh em phải dùng cái tròng mắt nhỏ hơn, giống như là cái mắt một mí á. Đây ví dụ là này, này kính của Mỹ hết này nhưng mà cái tròng mắt đây nó nhỏ hơn này đó, anh em có thể thấy nè đó, nên nó là anh em mua kính thì nên tìm hiểu cho thiệt là kỹ nha đó,
Tốt nhất có thì anh em muốn mua kính thì cứ liên hệ cho tôi số điện thoại trên màn hình này 079 791 43 thì tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn cho anh em một cái loại kính nó phù hợp với mắt của anh em nha. Tại vì á là cái mắt bự thì phải dùng kính bự, mắt nhỏ thì phải dùng kính nhỏ, chứ tránh tình trạng là cái mắt to mà đeo kính bé tí vào thì nó lại chạy qua chạy lại rất là khó chịu. Hoặc là cái mắt nhỏ mà đeo cái tròng bé bự á, nó ôm hết ở ngoài luôn, nó kích ứng cái tròng mắt đó thì nó dễ gây chảy nước mắt và đỏ mắt, nên nó là nó đeo không lâu dài được, đúng không? Nên nó là anh em có nhu cầu gì thì có thể liên hệ trực tiếp, mà nếu mà được thì cứ ghé qua trực tiếp cơ sở để thử luôn cũng được, gần cửa bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì tôi sẽ tư vấn cho, hướng dẫn và đeo thử cho anh em nha, nên nó là mình không phải lo gì hết. Kính nó thì có nhiều mẫu lắm chứ không phải bao nhiêu đó không đâu. Đây là kính này, cũng kính của mỗi loại kính thì có một cái thông số kỹ thuật khác nhau. Ví dụ là kính này là cái kính hộp kính của Hàn Quốc này. Loại này á thích hợp với những anh em nào mà mắt nhỏ, mắt cái nhỏ, mắt một mí đó và muốn nhìn bài rõ thì có thể lấy là kính nó về mình xài được. Và tại vì cái độ xuyên nó là nó ok đó anh em. Đeo vào thì nó nhìn bài rất là rõ nhưng mà nhìn cảnh vật hơi tối nha. Nên nó là tùy theo sở thích và tùy theo cái công năng của sử dụng của anh em. Nên nó là khi nào mà có nhu cầu muốn sở hữu thì hãy liên hệ nha. Sáng nay tôi giới thiệu cho anh em một loại kính rất là tâm đắc bên cơ sở của tôi, phiên bản mẫu mới nhất năm 2023. Đó là kính của Nhật hợp xanh nha. Cái sản phẩm này được nhập trực tiếp từ nhà máy về nên chất lượng của nó thì rất là tốt luôn. Đeo vào thì nó giống như không mang mà anh em, trong mắt nó rất là mỏng và nhỏ và nhẹ nữa, nên nó là mình chơi sẽ rất là yên tâm luôn. Đó, hơn nữa những cái thông số kỹ thuật ACS hết bên ngoài này. Đó anh em thấy không? Rất yên tâm về cái loại này nha. Và nhà sản xuất cũng cho tặng kèm cho anh em thêm một cái dụng cụ để cho anh em rửa mắt lens nữa nè. Đấy, rửa mắt lens này thì khi nào anh em dùng một thời gian thì tất nhiên nó ghen và đóng cặn, đóng bợn đó, thì nó làm cho cái kính nó không còn như mới. Thì những lúc đó thì anh em để trong này này, đổ cho nước ngâm vào. Nước ngâm này khi nào anh em mua tôi sẽ tặng kèm. Đó là anh em xoay vài vòng thì sẽ sạch như mới. Đó, như mới và anh em chơi cho nó ok, lâu dài ha. Nên chất lượng của nó rất là tốt luôn. Rồi, cái mặc dù cái giá thành này, cái sản phẩm kính này thì tôi nói trước là nó giá nó hơi cao hơn một xíu, nhưng mà được cái là chất lượng của nó rất là tốt luôn. Nên nó là mình không phải lo gì hết. Đó, nên nó là anh em khi nào mà anh em có nhu cầu sở hữu một loại kính đó thì hãy liên hệ nha, tôi số điện thoại thì tôi sẽ tư vấn cho anh em. Rồi tiếp theo bây giờ thì giờ tôi sẽ đeo cái kính áp tròng này vào trong cái điện thoại để cho anh em có thể nhìn cảnh vật và nhìn bài khi mà anh em sử dụng kính áp tròng là như thế nào nha. Những anh em nào đã biết rồi, đã chơi rồi thì có thể xem cho vui. Còn những anh em chưa biết gì về kính áp tròng thì anh em hãy xem hết clip này. Thì tôi đeo kính này vào cho anh em dễ dàng hình dung ra cách mà người ta sử dụng kính áp tròng nhìn bài và nhìn cảnh vật như thế nào nha. Những cái kính áp tròng này thì nó hỗ trợ cho anh em nhìn bài thôi chứ không có hỗ trợ cho anh em nhìn xuyên quần xuyên áo đâu, mà nhìn xuyên thùng xuyên thau đâu, nên nó là mình phải lưu ý. Đấy, nhìn vào này, nó nhìn bài như rất là rõ nét nè, thấy không? Đó, nhìn bài thì nó nhìn là những cái bí mật của 52 lá bài nó hiện lên hết như thế này nè. Đó, nó cũng giống như là chơi bài ngửa vậy đó, thấy không? Tất cả những số từ 3 cho tới xì nó như thế nào thì nó sẽ ghi y chang vậy hết, chỉ có con 9 và con 10 hơi khác thôi. Anh em lưu ý hai ký hiệu này cho tôi. Đấy, con 9 nếu mà ghi bình thường á sẽ bị nhầm với con 6, nên nhà sản xuất mặc định ra cái ký hiệu như thế này là biết ngay con 9 nè. Đó, hình cái mắt quá đó, nhìn về cái này biết ngay con 9, không chặt cái đâu được hết. Đó, trăm năm kiều vẫn là kiều, quay đường nào vẫn là biết con 9, chẳng chọc cái đâu được hết. Nếu mà ghi bình thường con 9 á sẽ bị nhầm với con 6 liền à. Nên nó là nhà sản xuất cũng rất là tâm lý ha. Rồi có một con khác nữa là có con lá 10 nữa, đi Wika giống cái trang rồi đúng không? Và con lá 10 này, lá 10 thì nó sẽ là hình cái chữ thập, hình cái thánh giá này. Đó, hình cái thánh giá này. Đó, cái này là nhìn vậy biết ngay con 10, tại vì là nếu mà ghi bình thường con 10 á sẽ có số 1 và số 0. Nên nó không có đủ không gian để ghi đâu, mà cho dù có đi nữa thì nó cũng rất là khó nhìn. Đó, nên nhà sản xuất thiết kế một ký hiệu đặc biệt như thế này nữa là con 10 này hình canh thánh giá. Đó, là nhìn là biết ngay con 10, không chặt đâu được hết. Thậm chí là mình có thể biết cả chắc lá bài luôn nha, là anh em nhìn trên nhìn dưới này. Nhìn trên nhìn dưới đây là gạch trên gạch dưới là nước chuồng đấy, đây là con 10 chuồng này. Và đây là con 7 này, thấy không? Đây con 7 này em thấy mà, đây là 7 cơ này, bên này là nước cơ, bên này là nước, này là rô, bích là không có gì, rất là dễ nhìn thôi. Đây con 7 7 cơ này. Đó, thấy ok không? Nhìn rất là rõ ràng ha. Đây con 3 bích này. Đó, đây là 3 chuồng nè. Ba chuồng này, đây con xì bích nè, đó anh thấy không, xung quanh không có gì hết là xì bích nè. Rồi thấy chưa, giới thiệu sơ sơ quay em vậy là anh em dễ dàng hình dung ra rồi đúng không? Còn khi mà anh em có nhu cầu muốn sở hữu thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi số điện thoại trên màn hình nha, 079 791 43 thì tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn cho anh em ha. Ngoài cái kính áp tròng này á thì bên cơ sở tôi phân phối đầy đủ hết các dụng cụ hỗ trợ cho anh em chơi luôn, từ bầu cua tài xỉu sóc đĩa, máy đánh bài cũng có này, phụ kiện máy đánh bài cũng có, tai nghe thì tôi nghe đầy đủ hết, hack game và cung cấp quy luật game trên di động, cung cấp kết quả trang gà phát lại nha, những trang gà nhanh á, những trang gà nhanh thì dạo này nó không nhanh nữa rồi, còn những cái kết quả trang gà phát lại đó, những anh em nào mà chơi gà cựa cựa gà thơ mô đó anh em, thơ mô phát lại đó thì cơ sở tôi sẽ có những cái kết quả để cho anh em chơi nha. Nên đó là khi nào có nhu cầu muốn sở hữu cái sản phẩm nào hay là muốn chơi cái gì thì có thể liên hệ trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn cho anh em về cái sản phẩm cho ok nha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo nha. Xin chào.